tháng 9 năm 2020 thì trận lũ lịch sử đã tàn phá cơ sở vật chất trường tiểu học và trung học cơ sở Ba Lòng, hư hỏng rất là nặng, khiến cho công tác dạy học của nhà trường gặp rất nhiều khó khăn. Cơ sở vật chất là ngổn ngang, không thể sử dụng được vì ngập lụt lâu ngày, các em học sinh thì không thể đến trường được. Làm sao có cái môi trường an toàn lành mạnh để cho các em học tập vui chơi, đó là một vấn đề mà bản thân tôi trăn trở. Chúng tôi rất vui mừng hỗ trợ cho trường tiểu học và trung học cơ sở Ba Lòng có được một môi trường học tập tươi sáng hơn, hạnh phúc hơn và tích cực hơn. Dịch bệnh đã tác động đến cuộc sống của chúng ta trên toàn thế giới, nhưng điều này không thể ngăn chúng ta tiếp tục đóng góp và duy trì kết nối với cộng đồng. Chúng tôi cũng mong muốn truyền tải thông điệp và nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của bảo vệ môi trường, đặc biệt việc trồng rừng và bảo vệ rừng có thể góp phần ngăn chặn lũ lụt cho các em học sinh và cư dân địa phương. Chúng tôi không thể đến tận trường để chia vui cùng các em học sinh do điều kiện dịch bệnh, cho nên toàn thể nhân viên VPG Việt Nam đã vẽ những con cá gỗ nhiều màu và gửi đến trường để thể hiện sự kết nối với các em học sinh.